Chào các bạn, đây là em Hằng, em mua một chiếc MQD32 Trung E bên shop. Hôm nay shop phục vụ tận nhà. Em hiện đang thu hộp chiếc MQD32. Chiếc MQD32. Ổ cắm này chúng ta cắm 3 chân. Bây giờ tôi sẽ bóc cái máy này ra. Đây các bạn thấy nó rất là mỏng. Trọng lượng của máy là 1,36 kg, với màn hình 13,3 inch. Máy được thiết kế bằng vỏ nhôm nguyên khối. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua cái cổng trước khi mình bật cái máy tít. Các bạn có thể nhìn thấy đây là bên cạnh trái của tôi là cổng sạc, cổng USB 3.0, và đây là cổng phone. Mà sau thì không có cổng gì cả. Và bên này là đây cái lỗ khe này là cái đầu đọc thẻ nha các bạn nhá. Và đây là cổng Thunderbolt. Và đây là cổng USB 3.0. Hơi ít cổng các bạn ạ. Đây. Rất là mỏng. Bây giờ tớ sẽ active cái máy này lên. Đây các bạn có thể thấy là tớ đã active xong cái máy này. Cái điểm mạnh nhất mà tôi thấy ở trên các dòng Apple đó là cái tun chuột. Các bạn thấy là cái touchpad này thì cái khả năng cảm ứng của nó sẽ như trên một cái màn hình điện thoại iPhone. Nên các bạn dùng ở trên màn hình điện thoại như thế nào thì cái tun chuột nó sẽ dùng y như thế. Và chúng ta muốn chỉnh chuột thì chúng ta vào đây. Các bạn vào đây là cái touchpad đây. Các bạn muốn dùng chuột thì ở đây nó sẽ có hướng dẫn. Đây tôi để tiếng Anh, còn nếu các bạn không hiểu thì các bạn có thể để sang tiếng Việt. Ta sẽ chọn hết cái tính năng của nó. Nó sẽ có hướng dẫn rất là chi tiết. Mà chuột của nó rất là nhạy, hiện nay thì tôi đã dùng rất nhiều sản phẩm nhưng mà để chuột mà để nhạy được như chuột của Apple thì hầu như là không có cái hãng nào cả. Tôi đánh giá rất cao cái chuột cảm ứng của nó. Và còn cái nữa là tôi muốn nhắc đến là cái bàn phím. Đây bàn phím của Apple này các bạn nhìn này. Led sáng của nó rất là đều và đẹp mà các chi tiết rất là tinh xảo trên cái bàn phím. Và cái khoảng cách của phím ấy, to mà gõ rất là sướng. Đây các bạn này, hầu như là không có tiếng động, độ lẩy rất là cao nhưng không có tiếng động gì cả. Có một tiết chi tiết bé bé trên này đó là cái camera FaceTime. Tại vì cái Apple khi chúng ta dùng ấy, chúng ta sẽ tạo cái tài khoản iCloud ấy, nó sẽ đồng bộ hóa tất cả các thiết bị Apple, dù như điện thoại di động này, iPad này, hoặc là trên iMac, chúng ta chỉ cần đồng bộ vào trong này, có phần iCloud đây các bạn ơi. Thế là chúng ta có thể gọi điện, nhắn tin miễn phí trên cái máy tính này cùng với những người mà sử dụng các thiết bị Apple, nó rất là tiện. Và chúng ta có thể gọi điện FaceTime, cái camera này rất là led các bạn ạ. Cái form đầu tiên cho chiếc MacBook Air 13,3 inch thì tớ đã thấy từ năm 2010. Nó đã có phiên bản đầu tiên, đó là chiếc MC503. Và đến bây giờ là năm 2017 và hãng vẫn giữ nguyên thiết kế ở bên ngoài mà chỉ được nâng cấp về phần cứng ở bên trong. Apple đã quá hài lòng với cái thiết kế của máy và không nhất thiết phải thay đổi. Và chỉ có những phiên bản năm 2016 thì nó chỉ bỏ đến chiếc MacBook Air 11,6 inch thôi, còn 13,3 vẫn sản xuất mới. Đây các bạn có thể nhìn lại một vòng của máy. Siêu mỏng, siêu nhẹ và thời lượng pin 12 tiếng. Đánh giá tổng quan lại có phiên bản MacBook Air 13,3 inch năm 2016, mặc dù không có gì thay đổi nhưng mà cái phần cứng ở bên trong đã được nâng cấp. Vì xử lý Core i5 1.6 và RAM đã được nâng lên 8GB và ổ cứng chúng ta vẫn có thể thay đổi được. Tôi đánh giá cao trên các sản phẩm Apple đó là nó thiên về hướng người dùng, đó là cực kỳ ổn định và cái hệ điều hành của nó rất là tốt. Tại vì sao tôi lại nói hệ điều hành nó ổn định? Bởi vì sao cái hệ điều hành của Apple nó là bảo mật nhất thế giới. Và cái hệ nếu mà để nói virus tấn công thì hầu như là không có và là không thể.
và chúng ta có thể là rất là yên tâm để sử dụng. Có một điều đáng tiếc trên các phiên bản MacBook Air đó là tớ thấy nó trang bị màn hình chỉ là phân giải thấp. Từ cái thời mà năm 2010 đến 2017 rồi nó chỉ nâng cao cái chất lượng của cái màn hình thôi, chứ cái độ phân giải của nó vẫn là chỉ là 1440x900, là không có độ phân giải màn hình Retina. Đổi lại thì cái giá thành của nó cũng rẻ hơn so với chiếc Lumax rất là nhiều. Nên chúng ta cũng, nếu mà các bạn không cần thiết thì mua phiên bản này là hoàn toàn hợp lý với giá thành và túi tiền chúng ta bỏ ra. Với cái phiên bản ổ 128 trên thị trường nó bán dao động từ 19 đến 20 triệu đồng, và phiên bản ổ cứng 256 thì nó khoảng 24 đến 25 triệu đồng. Đó là các cửa hàng bán ngoài, còn nếu mà các bạn mua có thể hệ thống FPT thì nó sẽ đắt hơn một vài triệu. Phiên bản MacBook Air này thì theo như tớ nó sẽ rất là phù hợp với các bạn làm văn phòng và business. Mà chiếc máy này nó chỉ có khả năng làm đồ họa 2D nên nó sẽ không phù hợp với các bạn mua máy về để chơi game hay là dùng đồ họa. Nó cũng vẫn có thể làm được nhưng mà nó sẽ không khỏe. Thì tôi khuyên các bạn là nếu mà làm đồ họa chuyên nghiệp thì không nên mua MacBook Air, chủ yếu là dành phù hợp với anh em văn phòng hoặc là business mà cần cái thời lượng pin máy dài cả một ngày không phải sạc và chúng ta làm việc thì chúng ta rất là yên tâm. Có một cái câu hỏi mà các bạn hỏi là cho em hỏi là em mua cái MacBook Air hoặc các sản phẩm của Apple thì có cài được Windows, có dùng được Windows hay không, thì tớ trả lời các bạn rất là yên tâm là máy hoàn toàn có thể cài hệ hoàn Windows trên chiếc máy này được. Tại vì sao? Vì một số bạn dùng cái phần mềm nó chuyên ngành ấy thì lại trên hệ điều hành Mac không dùng được, là chúng ta có thể cài Win để chúng ta dùng, mà lúc nào chúng ta cần thiết thì chúng ta dùng Win, còn đâu thì chúng ta sẽ dùng hệ điều hành OS của nó là rất là tốt.